Xin chào, đội review từ A đến Z đất sân bay Long Thành đã quay trở lại rồi đây. Tiếp tục series khảo sát bán kính gần 10 đến 15 km quanh sân bay quốc tế Long Thành ở các xã thuộc huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ. Ở các tập trước, đội review đã khảo sát toàn cảnh một số xã phía bắc sân bay quốc tế Long Thành nằm trong hai phân vùng phát triển của huyện là vùng đô thị Bình Sơn phía đông bắc huyện với định hướng là đô thị thương mại dịch vụ phụ cận sân bay kết hợp công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, cảnh quan và du lịch gồm xã Bình Sơn, Lộc An, Long Đức và Bình An, vùng đô thị thị trấn mở rộng và khu phức hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Long Thành. Với tính chất là đô thị thương mại dịch vụ cửa ngõ, trung tâm chính trị, tài chính, kinh tế, khoa học, công nghiệp công nghệ cao, trong đó có xã Long Đức và Lộc An là hai xã cùng nằm trong phân vùng phát triển này nên được hưởng sự giao thoa của cả hai phân vùng phía bắc huyện Long Thành. Kể từ tập này, đội sẽ khảo sát một phân vùng tiếp theo ở hướng ngược lại với hai phân vùng trước mà đội có khảo sát để có góc nhìn tương quan giữa hiện tại và tương lai của huyện Long Thành. Đó là vùng phát triển phía nam sân bay Long Thành với tính chất vùng công nghiệp, đô thị dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp các cụm dân cư tập trung. Trước khi tiến tới phân vùng phía tây, phía trước sân bay Long Thành để phù hợp với thông tin cũng như tiến độ các tuyến hạ tầng kết nối sân bay Long Thành. Và xã đầu tiên mà đội khảo sát cho phân vùng phát triển phía nam này chính là xã Bầu Cạn, huyện Long Thành. Xã Bầu Cạn có diện tích 44,46 km2, dân số năm 2018 là 17.191 người. Mật độ dân số đạt 387 người trên 1 km2. Nằm ở phân vùng phía nam huyện Long Thành, có vị trí địa lý. Phía đông giáp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phía tây giáp xã Long Phước và xã Bình Sơn, phía nam giáp xã Tân Hiệp và xã Phước Bình, phía bắc giáp sân bay Long Thành, các xã Bình Sơn, Cẩm Đường và huyện Cẩm Mỹ. Đội review từ A đến Z đất sân bay Long Thành sẽ khảo sát toàn cảnh thực tế, quy hoạch, định hướng, giá tất cả các tuyến đường chính của xã Bầu Cạn, nhận xét tổng quan đặc điểm bất động sản của xã trước khi phân loại các dạng nhu cầu bất động sản phù hợp khi đầu tư tại xã Bầu Cạn, huyện Long Thành. Trước khi bắt đầu chuyến đi hôm nay, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cũng như theo dõi hành trình review bất động sản thú vị sắp tới của đội nhé. Còn bây giờ thì lên đường thôi. Đường sinh sống của xã Bầu Cạn. Không khó để nhận ra, tuyến đường sinh sống huyết mạch kết nối toàn bộ xã Bầu Cạn, huyện Long Thành chính là đường Bầu Cạn. Nếu như DT769 là đường sinh sống của ba xã phía bắc sân bay Long Thành là Lộc An, Bình Sơn và Bình An, giúp kết nối huyện Long Thành, quốc lộ 51 và huyện Thống Nhất, quốc lộ 1A, thì tuyến đường sinh sống Bầu Cạn cũng là tuyến đường liên thông quốc lộ 51 với quốc lộ 56, kết nối huyện Long Thành với huyện Cẩm Mỹ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua ranh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đường này đổi tên là đường Cù Bị. Hi, xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ Tân đang có mặt tại vị trí của trục đường Bầu Cạn. Đây là một trong những trục đường chính của xã này. Đường Bầu Cạn thì có tổng chiều dài là 16,3 cây. Có điểm đầu là giao với lại quốc lộ 51 và điểm cuối sẽ giáp ranh với xã Cù Bị của tỉnh Đồng Nai, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đối với đường Bầu Cạn này thì mình chia làm hai đoạn. Đoạn 1 là có chiều dài là 11,1 cây. Cũng điểm đầu là bắt đầu từ ngay quốc lộ 51 và điểm cuối thì tới ngay chợ và nhà văn hóa ấp 7 của xã Bầu Cạn, hay còn gọi là ngay ngã ba cây cày đồi 26. Còn đoạn 2 là bắt đầu từ ngã ba cây cày cho đến ranh của xã Cù Bị thì có chiều dài là 5,2 cây. Đoạn đấy thì có tên là đồi 26. Hiện tại thì đây là một trong những trục đường chính ở khu vực phía nam huyện Long Thành mà có mật độ dân cư sinh sống rất là đông, vì đây là một trong những đoạn đường nối giữa hai tỉnh là tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó thì cái việc mà lưu lượng xe di chuyển trên trục đường này rất là nhiều, và trong giai đoạn 2021 đến 2025 thì tuyến đường này sẽ được tập trung và mở rộng đầu tư. Ở cái khu vực đoạn 1 thì mở rộng là từ 4 đến 6 làn xe, còn đoạn 2 thì mở rộng từ 2 đến 4 làn xe và vẫn giữ lộ giới là 32 mét nha anh chị. Từ cầu Bản Cù đến ngã ba cây cày thuộc đoạn 1 quy hoạch mới giai đoạn 2021-2030 có nắn chỉnh thẳng hướng tuyến đường Bầu Cạn, giảm chiều dài đoạn trước khi thay đổi là 2 km xuống còn 1,5 km để thuận tiện di chuyển kết nối trong và ngoài xã Bầu Cạn. Dân cư xã Bầu Cạn cũng có sự phân hóa khá rõ rệt. Nếu đoạn 1 đường Bầu Cạn
khác với dân cư xã Lộc An phía bắc sân bay Long Thành và có nét tương đồng với xã Bình An khi đa phần dân cư tập trung đông đúc thành hai khu dân cư lớn, sinh sống lâu đời, bán kính gần 200 đến 300 mét dọc theo trục xương sống, gần hướng kết nối quốc lộ 51 tới rành cầu Bản Cù, thì đoạn 2 từ ngã ba cây kè trở đi tới rành Bà Rịa Vũng Tàu, chủ yếu quy hoạch đất ở nông thôn dọc theo đường. Xung quanh đoạn đầu tuyến này vẫn còn quy hoạch đất rừng sản xuất, định hướng đến năm 2030. Dân cư ở khu vực này thưa thớt hơn nhiều so với phía đầu xã Bầu Cạn. Chỉ bám mặt tiền đường nhựa, một số cụm dân cư tập trung quanh giáo xứ Minh Long, khu vực gần hồ cầu mới tuyến 6. Toàn xã Bầu Cạn có tổng cộng 9 ấp, thì từ ấp 1 đến ấp 6 kèm trung tâm hành chính, trạm y tế, trường học đều tập trung ở đoạn 1 đường Bầu Cạn. Ba ấp còn lại là ấp 7, 8 và ấp Suối Cả trải đều ở hai đoạn đường Bầu Cạn. Địa hình càng về cuối xã Bầu Cạn, thế đất đoạn 2 cao hơn, chênh lệch từ 10 đến 25 mét so với khu dân cư quanh trung tâm hành chính và chợ Bầu Cạn. Địa thế này có sự tương đồng chi tiết với địa thế quy hoạch 5.000 hectare sân bay Long Thành. Có rất nhiều anh chị khi đến xã có thắc mắc với đội review về cái tên nghe rất địa phương, Bầu Cạn của xã. Cái tên này bắt nguồn từ việc hình thành dân cư sinh sống tập trung ở dọc trục đường và hai bên là những cánh rừng lớn cao su bát ngát. Do địa thế hai bên rừng cao su có độ cao chênh lệch hơn so với vùng lõi dân cư từ 10 đến 15 mét, khi vào mùa mưa, nước từ những cánh rừng này trút xuống đọng lại thành vũng nước lớn, không thể thoát hết nước ngay. Vào những tháng đầu năm, khi mùa khô tới, các vũng nước này mới rút dần, cạn nước, không còn ngập nữa. Chữ bầu với nghĩa vũng nước đọng lại vào mùa mưa, cạn vào mùa khô chính là từ thực tế hiện tượng này. Từ đó mới có tên là Bầu Cạn cho tới ngày nay. Giữa đoạn chuyển tiếp của hai khu dân cư từ ấp 1 đến ấp 6 có một dự án là khu dân cư Bầu Cạn, hay còn gọi là khu dân cư Hữu Lợi. Với diện tích 2,32 hectare với vị trí hai mặt tiền đường Bầu Cạn và đường 447 Bầu Cạn, đây gần như là dự án duy nhất tính tới thời điểm năm 2022 của xã Bầu Cạn. Dự án được rao bán từ cuối năm 2020, tuy nhiên hiện dự án đang vướng phải các vấn đề về pháp lý và hiện trạng vẫn đang là bãi đất trống bỏ hoang. Dự án đang nhận nhiều đơn thư tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng lô, nền đất nhưng không bàn giao nền đúng thời hạn như thỏa thuận. Đội review sẽ tiếp tục cập nhật trên group Facebook khi có thêm thông tin chi tiết liên quan tới quỹ đất khu dân cư Bầu Cạn này nhé. Có một quy hoạch đáng chú ý ở Bầu Cạn, vị trí cuối đoạn 1 đường Bầu Cạn, đó là quỹ đất thuộc dự án khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp tại xã Bầu Cạn, huyện Long Thành, gọi tắt là khu xử lý chất thải xã Bầu Cạn. Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, diện tích hơn 94 hectare. Tuy được bao quanh bởi quỹ đất rừng sản xuất gần 300 hectare, nhưng vì hoạt động chủ đầu tư chưa đáp ứng được các điều kiện về môi trường, chôn lấp 100% chất thải sinh hoạt để rác thải ngoài trời mà không che chắn, gây mùi hôi và nước rỉ rác, gây ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống dân cư xung quanh. Phía tỉnh đang yêu cầu công ty đầu tư đường ống thu gom nước thải kín hoặc ngầm, đường giao thông nội bộ, che đậy rác thải để không trở thành điểm đen môi trường, ảnh hưởng tới vùng quy hoạch cảng hàng không quốc tế Long Thành và không gian xã Bầu Cạn trong tương lai. Một trong những quy hoạch mà rất nhiều người biết đến khi nhắc đến xã Bầu Cạn là hồ cầu mới tuyến 6 nằm ở đoạn 2 của đường Bầu Cạn, cách ngã ba cây cày khoảng 4 km. Hồ chứa nước cầu mới có sức chứa 30 triệu mét khối nước do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng, nhằm cung cấp điều tiết nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước công nghiệp và sinh hoạt cho xã Bầu Cạn và các vùng lân cận. Quy hoạch xung quanh mặt hồ cầu mới, đoạn thuộc xã Bầu Cạn, đa phần là đất cày lâu năm, không quy hoạch đất ở nông thôn và đất thương mại dịch vụ để phù hợp với định hướng lâu dài của phân vùng phía nam sân bay Long Thành như đội có chia sẻ ở đầu video. Dọc theo tuyến đường xương sống Bầu Cạn, tập trung rất nhiều giáo xứ, giáo họ có liên quan mật thiết với nhau. Trong đó, khá nổi tiếng có nhà thờ giáo xứ Thiên Ân với tổng diện tích 4,3 hectare, thành lập vào năm 1994 do Đức cha Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật nâng từ giáo điểm Francisco lên giáo xứ và đổi tên là Thiên Ân. Đồng thời, cử cha Đa Minh Trần Văn Nguyện làm chánh xứ Tiên Khởi, phụ trách phần lãnh thổ và dân cư của năm nhà nguyện. Nhà nguyện Thánh Francisco Xavier trở thành nhà thờ giáo xứ Thiên Ân. Nhà nguyện Thánh Vincent, nhà nguyện Thánh Paulo, nhà nguyện Truyền Tin xã Bầu Cạn, nhà nguyện Thánh Linh nông trường Thái Hiệp Thành. Ngoài ra, xã Bầu Cạn còn có ngôi chùa khá nổi tiếng, đó là chùa Thanh Trì. Diện tích 0,31 hectare nằm mặt tiền đường Bầu Cạn, đoạn chuyển tiếp giữa hai khu dân cư sinh sống lâu đời thuộc ấp 4 xã Bầu Cạn,
Chùa được xây dựng năm 1989 do sư cô Thích Nữ Liên Khai chủ trì, hệ phái Bắc Tông. Sự phân bố dân cư không đồng đều, kèm theo quy hoạch khu xử lý chất thải và quỹ rừng sản xuất gần 300 hectare án ngữ ở giữa hai đoạn của đường Bầu Cạn, khiến giá đất đường xương sống Bầu Cạn cũng có sự biến thiên, tăng giảm chứ không đồng đều như DT769 của xã Lộc An hay xã Bình An. Nếu như đoạn 1 đường Bầu Cạn dường như không có chênh lệch quá nhiều về giá, cụ thể, đất mặt tiền xung quanh chợ Bầu Cạn giá dao động từ 1,1 tỷ đến 1,3 tỷ trên 1 mét ngang, chiều sâu trung bình khoảng 60 đến 65 mét. Giảm nhẹ còn 900 triệu đến 1 tỷ trên mét ngang ở đoạn chuyển tiếp trước khi tới trung tâm hành chính, trường học, trạm y tế xã Bầu Cạn, với mức giá giao dịch được đội khảo sát ở ngưỡng quanh 1 tỷ đến 1,1 tỷ trên mét ngang. Có một số ít đất diện tích lớn từ 1 hectare đến 3 hectare đang chào giá từ 6 đến 7 triệu 1 mét vuông, thì bắt đầu từ ranh giới cầu Bản Cù tới hết đoạn 2 xã Bầu Cạn, giáp ranh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá đất mặt tiền Bầu Cạn lập tức thay đổi. Giảm mạnh chỉ còn trung bình từ 350 triệu đến gần 500 triệu một mét ngang, với chiều sâu dao động từ 50 đến 80 mét. Quy đổi sang mét vuông, trung bình từ 4,5 đến 6 triệu một mét vuông đối với dạng đất xào, còn dạng đất diện tích lớn từ 1 hectare đến vài hectare đang giao dịch giá thị trường dao động từ 2,5 đến 3,5 triệu một mét vuông. Đường Cây Cày Suối Le. Từ ngay ngã ba Cây Cày, nếu một ngã đi theo hướng Cây Cày đồi 26 được xem là tuyến chính của đường Bầu Cạn, thì tuyến phụ ngã rẽ còn lại chính là đường Cây Cày Suối Le. Cũng tới hết ranh Bầu Cạn giáp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng chiều dài qua xã là 5,2 km. Đường nhựa hiện hữu thực tế là 6 m, được quy hoạch 32 m, hai làn xe cơ giới. Thực tế, dọc theo đường này đi qua khu giáo xứ Paulo và khu nhà thờ truyền tin. Đây cũng là hai cụm dân cư sinh sống đông nhất dọc theo trục đường này, còn đa phần là sinh sống dọc theo hai bên đường, trải dài tới ranh Bà Rịa Vũng Tàu. Gần như từ đoạn ngã ba Cây Cày tới hết xã, quy hoạch đất ở nông thôn khá ít, đa phần là dư địa quỹ đất quy hoạch cây lâu năm và vùng quy hoạch dự trữ phát triển nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi với diện tích 140 hectare dựa theo định hướng phía nam huyện Long Thành. Thế đất khu vực này có sự biến thiên khá mạnh ngay trên một đoạn đường ngắn. Cao độ tăng hơn 20 mét từ nhà thờ Paulo về hướng cuối xã, giảm dốc hẳn về hướng giáp Tân Hiệp và Bầu Cạn, với chênh lệch độ cao so với mặt đường Cây Cày Suối Le khoảng 30 mét. Nhìn thực tế việc tập trung dân và hình thức xây nhà, đội khó phát hiện ra có một điểm đặc biệt về dân cư khu vực này. Đó là ngoài dân tộc Kinh, còn có thêm khoảng 21 hộ dân tộc Thái với 81 nhân khẩu có nguồn gốc từ xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, sinh sống tập trung quanh khu vực ấp 7. Giá đất xào quy hoạch đất ở nông thôn trục đường này cao nhất quanh giáo xứ Paulo và giảm dần về hướng giáp ranh Bà Rịa Vũng Tàu, trung bình từ 3 triệu đến 4 triệu một mét vuông, chiều sâu không đồng nhất. Một số đất lớn diện tích từ 1 đến 3 hectare trở lên, giá đội có khảo sát được từ 2 đến 2,5 triệu một mét vuông. Đường liên ấp 45, đường chữ U quanh ủy ban, đường liên ấp Cầu Cháy. Có hai khu dân cư sinh sống lâu đời dọc đoạn 1 đường Bầu Cạn, nhưng đội sẽ lấy khu dân cư quanh trung tâm hành chính Bầu Cạn để khảo sát chi tiết ba tuyến đường nhánh của Bầu Cạn. Tập trung dân sinh sống lâu đời của xã Bầu Cạn gồm đường liên ấp 45, điểm bắt đầu là lô cao su ấp 4, giáp ranh xã Tân Hiệp, điểm kết thúc ngay tại giáp ranh lô cao su ấp 5, xã Bầu Cạn, cắt ngang với đường Bầu Cạn ngay tại vị trí cạnh trường trung học cơ sở Tân Thành và trạm y tế xã Bầu Cạn, với tổng chiều dài là 1,5 km, lộ giới thực tế từ 3 đến 4 m, có điểm 3 pha phía đoạn đường từ Bầu Cạn đến hết đường liên ấp 45. Dân cư sinh sống khá đông, phía ấp 4 có phần đông dân và lâu đời hơn so với ấp 5 hướng về phía trại gà. Quy hoạch tuyến đường này có đoạn mở rộng đường gần 500 m trước trại gà và sau khu vực dân sinh ấp 5 Bầu Cạn kết nối với đường song hành khu công nghiệp Bầu Cạn Tân Hiệp. Đường chữ U quanh ủy ban xã Bầu Cạn, điểm bắt đầu tại đường Bầu Cạn tới giáp ranh xã Tân Hiệp với tổng chiều dài hai đoạn khoảng 1,5 km, lộ giới thực tế từ 6 đến 8 m. Hiện hữu có đoạn trải đá dăm, đoạn trải nhựa. Trong các đường nhánh đường Bầu Cạn quanh ủy ban nhân dân xã Bầu Cạn thì đây là tuyến đường có lộ giới hiện hữu lớn nhất và dân cư nhìn khá đồng bộ và văn minh. Đường liên ấp Cầu Chảy, điểm đầu giáp suối,
điểm cuối giáp lô cao su xã Bầu Cạn với tổng chiều dài 1,2 km. Có điện 3 pha đoạn từ đầu đường tới đường Bầu Cạn. Thực tế, đường không đạt chuẩn khảo sát bên đội chỉ khoảng 3 mét. Đoạn từ đường Bầu Cạn tới giáp lô cao su đường 4-5 mét và gần 700 mét được quy hoạch mở rộng đường lộ giới 12 mét. Xung quanh ấp 6 rất đông dân cư, gần nguồn nước, thấy đất bằng phẳng, cao ráo, có nhiều đất nông nghiệp lớn được phân 1.000-2.000 mét vuông. Ở khu vực phía trong đường này, ăn theo thông tin quy hoạch tuyến đường liên ba xã Phước Bình, Tân Hiệp, Bầu Cạn. Giá đất đường liên ấp 4 năm có sự chênh lệch giữa hai ấp. Cụ thể, giá đất xào từ 1.000-2.000 mét vuông ấp 4, giá trung bình từ 4-5 triệu một mét vuông. Ấp 5 giá từ 3.5-4 triệu một mét vuông. Diện tích đất 1 hectare trở lên khá khan hiếm, trung bình sắp xỉ 3 triệu một mét vuông. Giá đất 1.000-2.000 mét vuông đường chữ U quanh Ủy ban xã Bầu Cạn dao động từ 3.5-5 triệu một mét vuông. Đất lớn trên 1 hectare giá trung bình từ 3-3.5 triệu một mét vuông. Giá đất đường liên ấp Cầu Cháy, đoạn phía đông dân cư, đường 4-5 mét theo đúng chuẩn khảo sát giá của đội review, giá trung bình từ 3.5-5 triệu một mét vuông. Đối với dạng diện tích từ 1.000-2.000 mét vuông, đất lớn trên 1 hectare có giá trung bình từ 2.5-3 triệu một mét vuông. Đường liên ấp 8 Suối Cả. Có một ngã ba nhỏ, cách ngã ba cây kè gần 900 mét. Đường dân sinh sống lâu đời, men theo đường nước suối đá giúp kết nối hai ấp thuộc đoạn 2 đường Bầu Cạn, đó là ấp Suối Cả và ấp 8. Có điểm đầu tại nhà văn hóa ấp Suối Cả, điểm cuối ngày giáo xứ Thiên Long ấp 8 Bầu Cạn với tổng chiều dài là 3,6 km, lộ giới thực tế 4-5 mét, quy hoạch lộ giới 12-17 mét. Phía đầu đường từ nhà văn hóa ấp Suối Cả vào khoảng 1 km có kha khá dân cư sinh sống, nhưng quy hoạch đến năm 2030 vẫn thuộc đất rừng sản xuất. Ngoài khu vực này, đa phần quy hoạch đất ở nông thôn dọc theo tuyến đường đồng bộ với thực tế dân cư sinh sống trải dài, thưa thớt. Đây gần như là đặc điểm chung về dân cư quy hoạch của các tuyến đường từ ngã ba cây cây đến hết ranh xã Bầu Cạn giáp Bà Rịa Vũng Tàu. Đa phần khu vực này là diện tích đất nhỏ, nhất là 1-2 sào, đất hectare chứ không có đất nền thuần túy. Giá đất xào đường liên ấp 8 Suối Cả trung bình từ 2.5-3.5 triệu một mét vuông. Đất hectare giá chênh lệch thấp hơn so với đất xào từ 500.000-1 triệu một mét vuông tùy vị trí đất và thế đất. Đường liên đồi 26 Suối Le liên ấp 7-8. Có điểm đầu ngay tại hồ Cầu Mới tuyến 6 gần giáo xứ Thiên Long, điểm cuối là đường cây cầy Suối Le gần giáo xứ Truyền Tinh với tổng chiều dài là 1,5 km. Đường lộ giới thực tế 4-5 mét. Hai đoạn phía đầu và cuối đường tương đối đẹp, có điện ba pha, nhưng đoạn giữa chuyển tiếp của đường liên ấp 7-8 khá gồ ghề, địa hình đất đá, dốc, không bằng phẳng. Được sử dụng di chuyển nội bộ chủ yếu cho các dân cư sinh sống tập trung quanh hai giáo xứ. Được quy hoạch đất ở nông thôn dọc theo hai bên đường bám theo hiện trạng thực tế dân sinh. Đoạn đường này tương đối ngắn, khu vực này chủ yếu là các sản phẩm đất xào với mức giá dao động từ 2.5-3.5 triệu một mét vuông, nhưng cũng không có quá nhiều sản phẩm đang giao dịch chào bán. Đường Phước Bình, Bình An. Từ khi triển khai tái định cư cũng như thi công các hạng mục của sân bay Long Thành và các hạ tầng trọng điểm thì có một tuyến đường là cánh tay nối dài giúp kết nối phân vùng Đông Bắc về phân vùng phía Nam Long Thành đã và đang được triển khai thi công. Khi thông tuyến sẽ giúp thay đổi bộ mặt toàn bộ xã Bầu Cạn. Đó chính là đường Phước Bình, Bình An. Đường Phước Bình, Bình An là tuyến đường huyện dài nhất với tổng chiều dài là 27,1 km đi qua 5 xã. Bắt đầu tại ranh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết thúc tại DT769 thuộc xã Bình An. Đoạn đi qua xã Bầu Cạn dài 7,9 km, quy hoạch lộ giới 45 m, quy mô 6-8 làn xe, được đầu tư nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục nâng cấp hoàn thiện trong giai đoạn 2026-2030. Tuyến đường này được nhập từ 3 phân đoạn đường giao thông được quy hoạch huyện Long Thành là đường liên 4 xã Phước Bình, Tân Hiệp, Bầu Cạn, Cẩm Đường, đường cầu Mên Hương Lộ 10 và một phân đoạn mở mới từ hướng cầu Mên về DT769 thuộc xã Bình An. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì Vinh đang đứng ngay tại ngã tư nông trường cao su thuộc địa phận xã Bầu Cạn, huyện Long Thành. Và mình đang đứng trên con đường mở mới có tên gọi là đường Phước Bình, Bình An. Con đường này thì sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. Và hiện trạng thì như mọi người có thể thấy là đang trong quá trình bắt tay vào việc xây dựng, đang cấp phối đá dăm và cũng như là trồng thêm những trụ điện ba pha kéo dài theo toàn tuyến.
Tuyến đường này thì mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa cũng như là kết nối giao thông giữa năm xã từ phía đông bắc sân bay Long Thành kéo dài đến phía nam của sân bay Long Thành. Đồng thời là điểm bắt đầu ngay tại đường Tập đoàn 7 cũng giáp ranh với lại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên là việc lưu thông hàng hóa ra cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải sau này sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cụ thể, đối với định tuyến qua xã Bầu Cạn, chung với đường liên 4 xã, hiện đã triển khai thi công đoạn đường thuộc hai xã Cẩm Đường Bầu Cạn tới ngã tư Thái Hiệp Thành với chiều dài gần 10 km. Lộ giới thực tế triển khai 9 m nằm trong dự án thành phần 3 tuyến đường tái thiết lập kỹ thuật của sân bay Long Thành. Triển khai từ quý 1 năm 2021, thời gian thi công là 365 ngày. Hiện so với tiến độ mới chỉ triển khai được khoảng 70% do gặp một số yếu tố khách quan như dịch Covid và đoạn thi công phức tạp suối đá giáp ranh giữa xã Bầu Cạn và Cẩm Đường. Phần trọn đường còn lại đi qua 3 xã, đó là ấp 4 Phước Bình qua xã Tân Hiệp tới ngã tư Thái Hiệp Thành thuộc xã Bầu Cạn với chiều dài 8,5 km, được duyệt đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quy mô 2 làn xe cơ giới với tổng mức đầu tư là 620 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 314 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 242 tỷ đồng và các chi phí khác. Đa phần, tuyến đường này đoạn qua xã Bầu Cạn chỉ có dân cư tập trung đông đúc ngay ngã tư Thái Hiệp Thành, chợ Bầu Cạn và một cụm dân cư công nhân phu, sinh sống lâu đời và được cấp đất ngay tại các đồn điền cao su từ xa xưa. Phần còn lại, đa phần là những cánh rừng cao su và vùng đất vắng dân sinh sống. Tuy nhiên, khi hai trong ba tuyến tái thiết lập đang triển khai thông tuyến là đường Cầu Mên Hương Lộ 10 và đoạn Bầu Cạn Cẩm Đường, thì gần như toàn bộ việc di chuyển cả dân sinh và logistics từ hướng đông bắc của Long Thành, huyện Thống Nhất về phía tây nam sân bay Long Thành, gần như đều sẽ theo tuyến đường này giúp rút ngắn khoảng cách và giảm tải một lượng lớn lưu lượng xe cho quốc lộ 51. Bám theo tuyến đường trọng điểm phía nam của huyện Long Thành này, có một dự án khu công nghiệp mới được quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030 lớn nhất huyện Long Thành. Top 2 khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 10 năm tiếp theo chính là khu công nghiệp Bầu Cạn Tân Hiệp với quy mô lên đến 2.627 ha, trong đó phần diện tích khu công nghiệp thuộc xã Bầu Cạn là 1.373 ha. Với lợi thế đa phần là dư địa đất cao su nên việc triển khai dự án khu công nghiệp này sẽ chỉ đơn giản là tiềm lực của chủ đầu tư phát triển và các chính sách vĩ mô để kích thích cũng như thu hút về khu kinh tế Long Thành. Gần như đây chính là cú hích cực lớn cho cả Bầu Cạn và phân vùng phía nam sân bay Long Thành, vốn chậm phát triển kinh tế xã hội so với phía bắc sân bay giai đoạn trước 2020. Giai đoạn cuối năm 2021 đến nay, có rất nhiều thông tin liên quan tới dự án khu công nghiệp này sẽ được triển khai sớm, khiến giá đất xã Bầu Cạn từ cuối năm 2021 tới nay tăng trung bình từ 50 đến 70%, thậm chí 100%. Thông tin chi tiết liên quan tới khu công nghiệp 2.627 ha Bầu Cạn Tân Hiệp, The Review sẽ liên tục cập nhật trên group Facebook khi có thông tin mới nhất nhé. Ngoài ra, cũng có một tuyến đường thuộc xã Bầu Cạn cũng là một trong ba tuyến đường tái thiết lập ngoài ranh sân bay và liên quan mật thiết tới đoạn đường Bầu Cạn Cẩm Đường. Đó là đường ấp 2 Suối Chầu, xã Suối Chầu, kết nối với trung tâm xã Bầu Cạn. Điểm khác biệt của khu dân cư ở đây là khi xây dựng sân bay sẽ bị chia cắt bởi sân bay và suối cả. Vì vậy, phải mở mới và cải tạo thêm ba nhánh đường nhỏ để kết nối vào đường Bầu Cạn Suối Chầu Cẩm Đường theo ba hướng. Đường có tổng chiều dài là 4,2 km, gồm hai nhánh. Nhánh chính dài 3,6 km, nhánh phụ dài hơn 600 m. Đường được thiết kế rộng hơn 8 m với hai làn xe lưu thông. Đa phần, đất dân cư dọc đường Phước Bình Bình An qua ngã tư Thái Hiệp Thành có diện tích trung bình từ 200 đến 2.000 m2, có thổ cư với mức giá trung bình từ 700 đến 800 triệu một mét ngang, chiều sâu trung bình từ 45 đến 60 m, nhưng rất ít sản phẩm giao dịch trên trục đường này. Còn phía khu dân cư Thái Hiệp Thành, trong lõi khu công nghiệp, phía đoạn gần giáp ranh khu vực quy hoạch 5.000 ha sân bay Long Thành đang có một vài sản phẩm đất xào chào bán với mức giá từ 5 đến 7 triệu một mét vuông. Đường liên ba xã Phước Bình, Tân Hiệp, Bầu Cạn. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, huyện Long Thành có điều chỉnh nắn chỉnh tuyến đường liên ba xã Phước Bình, Tân Hiệp, Bầu Cạn đi qua ba khu dân cư được quy hoạch chi tiết mở rộng, có định tuyến gần như song song với đường Phước Bình, Bình An trước khi cắt đường Phước Bình, Bình An. Đoạn gần ấp 2 Suối Chầu với tổng chiều dài 11,4 km, chiều dài đoạn qua xã Bầu Cạn dài 4,4 km, quy hoạch lộ giới 32 m, quy mô 6 đến 8 làn xe được tính toán đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, giúp giảm tải, phân luồng kết nối dân sinh cho các xã phía nam sân bay Long Thành, chứ không trực tiếp kết hợp đi chung với hướng tuyến cực mạnh về logistics theo trục đông bắc tây nam,
kết nối sân bay Long Thành về hướng cảng biển Cái Mép là đường Phước Bình Bình An. Sự tính toán này là cần thiết khi huyện Long Thành án ngữ sân bay Long Thành ngay tại trung tâm. Quốc lộ 51 lại quá tải liên tục, khiến hai phân vùng Bắc Nam sân bay không có sự liên kết chặt chẽ và chủ động, dẫn đến việc phát triển không đồng đều, hỗ trợ giữa các phân vùng trong tương lai khi sân bay Long Thành hình thành. Thực tế, tuyến đường này qua đoạn xã Bầu Cạn chưa hiện hữu nên đội review không có thông tin khảo sát giá của tuyến đường này. Đường liên 2 thả Phước Bình Bầu Cạn. Gần như giống định tuyến của hai tuyến đường Phước Bình Bình An và đường liên 3 xã Phước Bình Tân Hiệp Bầu Cạn, nhưng tuyến đường liên 2 xã chỉ đi qua chủ yếu hai xã là Phước Bình và Bầu Cạn. Mục đích giúp kết nối nội bộ chủ động các khu công nghiệp trong phân vùng phía nam sân bay Long Thành. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Phụng. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đội review từ ADZ đất sân bay Long Thành. Hiện tại thì Phụng đang có mặt tại điểm giao cắt giữa đường Phước Bình Bầu Cạn và tuyến đường cây cậy đội 26 thuộc địa phận của xã Bầu Cạn. Tuyến đường Phước Bình Bầu Cạn được quy hoạch với tổng chiều dài là 10,4 km, có điểm đầu là giao với lại đường Phước Bình tại địa phận của xã Phước Bình và điểm cuối kết thúc tại điểm giao với lại tuyến đường Phước Bình Bình An tại địa phận của xã Bầu Cạn. Chiều dài đoạn qua xã Bầu Cạn là 6 km. Đoạn hiện hữu của tuyến đường dài 3 km bắt đầu ngay đoạn 2 đường Bầu Cạn gần nhà văn hóa ấp Suối Cả, có lộ giới thực tế hiện hữu là 4-5 m, được quy hoạch lộ giới 32 m, quy mô 6-8 làn xe, được duy trì đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Định tuyến của tuyến đường này, ngoài những khu vực đi qua địa phận của hai khu công nghiệp Phước Bình 123 và khu công nghiệp Bầu Cạn, thì hầu như là đi qua địa phận của các khu đất là đất nông nghiệp, nên rất dễ dàng cho vấn đề là giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Tuyến đường đa phần đi qua khu vực vắng dân nên cũng dễ dàng xử lý đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng tuyến đường này. Đa phần đất ở nông thôn được quy hoạch bám theo mặt đường này, phù hợp với thực tế dân sinh sống lâu đời ở khu vực này. Đường liên hai xã này là điểm đến của đường Xuân Trường Thừa Đức bên hướng Cẩm Mỹ, đường Cẩm Đường Bầu Cạn cũng nối trực tiếp về tuyến đường này. Dư địa đoạn từ quy hoạch khu công nghiệp tới tiếp giáp đường liên hai xã có khá nhiều rủi ro khi mở rộng quy hoạch, khi mà địa thế tương đối bằng phẳng, đẹp, thư dân, có nguồn nước và phụ cận giáp ranh sân bay quốc tế Long Thành. Quỹ đất còn lại hạn hẹp nhưng nhu cầu của nhà đầu tư lớn quanh sân bay thì vẫn chưa dừng lại, nên khu vực này trong tương lai ngắn sẽ có rất nhiều ông lớn hỏi thăm, dòm ngó là điều dĩ nhiên. Một số các sản phẩm đất xào bám theo mặt tiền đường này đang chào bán trung bình giá từ 3,5 đến 5 triệu một mét vuông. Đường DT770B. Đây là tuyến đường tỉnh sinh sau đẻ muộn mới có quy hoạch chi tiết định tuyến. Sau năm 2020 nhưng được tỉnh tập trung trọng điểm triển khai trong giai đoạn 2022-2027 vì yếu tố phát triển chiến lược vùng của tuyến đường đồng bộ với việc triển khai sân bay Long Thành. Xin chào mọi người, mình là Diễm Kiều đến từ đội review ATZ đất sân bay Long Thành. Hiện tại mình và đội đang có mặt tại điểm giao giữa hai tuyến, đó là đường Bầu Cạn nối dài và tuyến DT770B. Một số thông tin về tuyến 770B thì sẽ kết nối 4 huyện và 1 thành phố, bắt đầu từ DT763 thuộc Định Quán, đi qua Thống Nhất, thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và kết thúc là tại quốc lộ 51 của huyện Long Thành. Việc kết nối đi qua 3 huyện, 1 thành phố, các tuyến giao thông trọng điểm quan trọng cấp quốc gia và cấp tỉnh theo thứ tự DT763, DT763B, DT770, DT772, quốc lộ 1A, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, DT773, DT773B, vành đai 4 trước khi qua xã Bầu Cạn kết nối quốc lộ 51 thuộc huyện Long Thành. Trong giai đoạn 2021 đến 2025 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng và từ thời gian 2026 đến 2030 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng để đạt chuẩn và duy tu bảo dưỡng. Thì khi mà tuyến này hoàn thành sẽ mang ý nghĩa cực kỳ lớn khi mà kết nối qua những cái tuyến đường tỉnh, đường quốc gia và đặc biệt là đi qua những cái khu công nghiệp cực lớn và kết nối về cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, giúp cho kinh tế của cả vùng Đông Nam Bộ, không chỉ là của tỉnh Đồng Nai mà cả vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển nhờ cái tuyến đường này. Tuyến DT770B có điểm đầu ngay tại DT763 thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, điểm cuối tại quốc lộ 51 huyện Long Thành với tổng chiều dài là 54,61 km. Chiều dài qua xã Bầu Cạn dài 3,5 km, quy hoạch lộ giới 60 m, quy mô từ 4-8 làn xe, đề xuất đầu tư trong giai đoạn 1, quy mô mặt đường là 6 làn xe cơ giới, 3,5 m và 2 làn xe thô sơ với tổng mức vốn đầu tư khoảng 8.043 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 3.332 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 159 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.341 tỷ đồng.
chi phí dự phòng khoảng 1.211 tỷ đồng với cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, nguồn đấu giá đất. Cụ thể, khai thác 12 quỹ đất lợi thế dọc đường DT770B với diện tích khoảng 854,53 ha. Thực tế, định tuyến đường 770B đoạn qua xã Bầu Cạn đi qua giữa hai hồ cầu mới tuyến 5 và 6, giao cắt với rất nhiều các tuyến đường chính của xã Bầu Cạn như đường cây cầy đồi 26, đường cây cầy suối Le, đường liên hai xã, đường liên ba xã, đường Phước Bình Bình An đoạn thuộc xã Tân Hiệp, đa phần đi qua các quỹ đất dân cư thừa thớt, quỹ đất cao su, đồng thời phân tách việc đầu tư xây dựng tuyến đường với việc bồi thường đền bù tái định cư sẽ giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện thông xe toàn tuyến. Đồng nhất thời gian với việc hoàn thành dự án trọng điểm cấp quốc gia là sân bay Long Thành giai đoạn 1. Kể từ lúc quy hoạch tỉnh Đồng Nai có cập nhật tuyến đường DT770B này, tới nay có rất nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các quỹ đất xung quanh tuyến đường này tại các vị trí giao cắt, cập nhật giá trung bình đất xào quanh các vị trí này trung bình từ 2,5 đến 4 triệu một mét vuông tùy vị trí. Diện tích và quy hoạch đất cây lâu năm hay đất ở nông thôn. Nhưng đội cũng kiến nghị đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi đầu tư dọc tuyến đường này, nhớ bám sát dân sinh thực tế và hơn hết là kiểm tra các vị trí quỹ đất lợi thế đấu giá khi triển khai thi công xây dựng tuyến đường này. Nhìn chung, tổng quan xã Bầu Cạn có thể thấy sự tương phản rõ rệt cả về thực tế lẫn quy hoạch trong tương lai của hai phần Bầu Cạn ngay tại ranh giới cầu Bản Cù. Khi một bên vốn dĩ phát triển hơn của xã, nay lại được cả tỉnh, huyện săn đón tập trung phát triển, đòn bẩy nâng tầm bằng những quy hoạch cực lớn gồm một khu công nghiệp 2.627 ha Bầu Cạn Tân Hiệp như cánh tay lớn ôm phần lõi dân cư Bầu Cạn sắp được triển khai xây dựng, một tuyến đường tỉnh DT770B nằm trong 3 tuyến trọng điểm cấp tỉnh để tối đa thế mạnh liên kết vùng của tỉnh về hướng sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, một tuyến đường huyện liên năm xã Phước Bình Bình An dài nhất huyện liên kết tất cả các thế mạnh hai vùng Bắc Nam sân bay Long Thành. Phần còn lại của Bầu Cạn thì gần như giữ nguyên hiện trạng. Cô lọ lem này cố tình ngủ quên cạnh một trong năm sân bay lớn nhất thế giới. Rõ ràng chỉ chờ đợi đúng người, đúng thời điểm để thức giấc. Khi mà huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai đã và đang xin Trung ương thêm chỉ tiêu mở rộng khu công nghiệp quanh sân bay quốc tế Long Thành ngay trong giai đoạn 2021-2030 để tận dụng tối đa cơ hội chuyển mình kinh tế của tỉnh Đồng Nai, của vùng Đông Nam Bộ và của cả nền kinh tế Việt Nam. Cảm ơn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy cho Đội một like. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn cả nhà ở tập 2 xã Bầu Cạn tổng quan các đặc điểm bất động sản, những thay đổi quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của xã Bầu Cạn trước khi phân loại các dạng nhu cầu bất động sản phù hợp khi đầu tư tại xã Bầu Cạn, huyện Long Thành. Đừng quên đăng ký kênh của Đội và bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đi hỏi nhà, La Cà Long Thành. Hỏi Đội tình yêu.